Hi mọi người, sắp tới mình sẽ khai giảng một số lớp IELTS Online. Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo ở bên hình nhé. Rồi, hôm nay mình sẽ đến với một chủ đề tiếp theo, đó là Describe a room you have been to in someone else's house. Cái bài hôm nay mình sẽ chọn nói một cái phòng bếp ha. Nó khó hơn so với phòng ngủ, nhưng mà nó có rất là nhiều từ vựng hay, những cái từ vựng phổ thông mà các bạn có thể dùng để miêu tả một căn bếp hiện đại. Mình cũng muốn làm một cái bài về bếp để nhớ những cái từ vựng cũng như mình có thể miêu tả luôn. Cho nên cái bài hôm nay sẽ mang tính thực tế khá là cao với nhiều từ vựng hữu ích ha. Các bạn nhớ tập trung theo dõi nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ đến với phần brainstorming tìm ý. Rồi người ta nói describe cái phòng thì I'm gonna talk about phòng của ai, my và phòng gì ở nhà nào, nhà của ai ha. Ví dụ như my uncle's kitchen thì bài hôm nay mình nói, hay là my best friend's bedroom, which is probably one of the most impressive rooms I've ever been in. Paraphrase cái đề nhẹ ha. When you went there, mình đến đó khi nào? Đó, dùng cái bộ khung quen thuộc là trong cái hoàn cảnh nào. Describe it, mình miêu tả cái phòng đó. Ví dụ overall nó là một cái phòng như thế nào, có cái gì đặc biệt. What things are you impressed by in this room? Mình ấn tượng bởi cái thứ gì trong cái phòng này. What you especially like in this room? Mình đặc biệt thích cái gì ở trong cái phòng này. Và you hope to have a room like that in the future. Và cái mong ước mà có một cái phòng giống như vậy trong tương lai. Đó là cái sườn cho bạn nào muốn riêng thì các bạn có thể tham khảo thử ha. Và trước khi đi vào bài mẫu ha, mình sẽ có một số cái topic specific vocabulary. Những cái từ vựng mà nó đặc biệt chi tiết liên quan đến cái chủ đề ha. Rồi mình sẽ miêu tả cái bếp, cho nên mình sẽ liệt kê ra những cái từ vựng bạn cần nắm được để miêu tả cái bếp. Ví dụ như an open plan kitchen là một cái kiểu nhà bếp mà liền ha, tức là nó không bị ngăn cách thành một cái phòng bếp riêng mà nó liền mạch, giống như bây giờ nhiều nhà hay xây là phòng khách sau đó cái bếp luôn, đúng không? Chứ không có bị ngăn cách bởi tường vách gì nữa hết, thì cái đó gọi là an open plan kitchen. Rồi a kitchen island là cái đảo bếp đó, một cái thuật ngữ mà ngày nay thì trong nhé căn hộ hiện đại hầu như cũng có cái đảo bếp ha, để đồ ăn đồ này nọ để nấu cho nó tiện. A kitchen island. Wooden cabinets là những cái tủ bếp bằng gỗ ha. Rồi the backsplash là cái mặt ở đằng sau, ở giữa cái bếp với lại cái tủ á, cái đó gọi là backsplash. Thường người ta hay ốp kính á ha. A built-in pantry là một cái tủ đựng thức ăn mà âm tường. Đó, built-in là xây sẵn vô âm vô luôn á ha. Worktop hay là countertop thì vào tiếng Anh hay Anh Mỹ ha, là cái mặt đá của một cái tủ á. Ví dụ bếp hiện nay thì hay có cái mặt là mặt đá hoa cương đó. Đó, worktop hay là countertop. Deep drawers là những cái tủ mà có cái ngăn kéo kéo ra kéo vô trượt trượt đó ha, là deep drawers. An induction stove là một cái bếp điện từ á. Nếu mà muốn làm rõ bếp điện luôn thì an electric induction stove ha. Black galaxy granite with gold flecks, đây là một cái loại đá hoa cương, cái họa tiết là giống như là ngân hà đốm 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 ha. Đó, black galaxy granite with gold flecks, một cái loại đá hoa cương mà rất là nhiều nhà sử dụng. Pendant light là cái đèn treo ha, hay sử dụng để trang trí trong nhà bếp luôn á. Và cuối cùng là recessed ceiling lights. Recessed ceiling light là cái đèn nhỏ nhỏ trên trần ha, mà rất là nhiều người, nhiều nhà hay xài ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay. Đây, mình sẽ nói về cái bếp ha. Ok, mình sẽ đọc qua một lần nhé. I'm gonna talk about my uncle's kitchen, which is probably one of the most impressive rooms I've ever been in. If I'm not mistaken, I first visited about 6 months ago. At the time, my uncle's house had just been rebuilt, so he threw a housewarming and invited everyone in the family to celebrate. Everything in his new house was beautiful and modern, but I was particularly impressed by his kitchen. Overall, it's an open plan space with a functional layout and plenty of room to move around. It's equipped with all the modern appliances such as a dishwasher, a double door refrigerator, an induction stove, and things like that, making it look classy and state of the art. The countertops are made of black galaxy granite with gold flecks, giving the kitchen a clean and sophisticated appearance. The room also offers loads of storage, with wooden cabinets, deep drawers, and a built-in pantry. In the center, there's a large kitchen island for food preparation and dining. The kitchen is bright and airy, with large windows that let in lots of natural light during the day. I particularly like this feature because the windows overlook plants and trees outside, allowing you to do the dishes while enjoying a view of nature. A truly wonderful experience. In the evening,
Recessed ceiling lights combined with pendant lights over the island create a warm ambience for dining. For me, it's the perfect room for someone who loves cooking, and it is exactly my idea of a dream kitchen. I hope that one day I can earn enough money to build a kitchen like his. Đó, đó là toàn bộ bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa nhé. I'm gonna talk about my uncle's kitchen, là tôi sẽ nói về cái nhà bếp của chú tôi, which is probably, ha, probably, mà có lẽ là one of the most impressive rooms I've ever been in. Impressive, chứ đừng có si ha, impressive, một những cái phòng ấn tượng nhất mà tôi đã từng đến. If I'm not mistaken, I first visited it about 6 months ago. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi ghé thăm đó, hay là I went there cũng được. At the time, vào thời điểm đó, my uncle's house had just been rebuilt. Thì nhà của chú tôi mới vừa xây lại xong. So he threw a housewarming. Cho nên là bác ấy tổ chức một cái bữa tiệc tân gia, a housewarming ha, and invited everyone in the family to celebrate. Và mời mọi người trong gia đình đến để ăn mừng. Everything in his new house was beautiful and modern. Thì mọi thứ ở trong cái nhà mới của chú ấy thì rất là đẹp, như là hiện đại. But I was particularly impressed by his kitchen. Nhưng mà tôi đặc biệt ấn tượng bởi cái nhà bếp của chú. Chú hay bác thì cũng được nha. Overall, it's an open plan space. Tổng quan thì nó là một cái không gian mở ha, open plan, tức là không có bị che chắn bởi tường, liền mạch luôn. With a functional layout, với một cái thiết kế rất là thực dụng, thực tế ha. And plenty of room to move around. Và rất là nhiều. It's equipped with all the modern appliances. Nó được trang bị với rất là nhiều những cái thiết bị hiện đại, như là such as a dishwasher, cái máy rửa chén, a double door refrigerator, tủ lạnh hai cánh, an induction stove, cái bếp điện từ này, and things like that, và những thứ giống vậy. Making it look classy and state of the art, khiến cho nó trông rất là đẳng cấp cũng như là hiện đại ha. The countertops hay là the worktops, I made a black galaxy granite with gold flecks. Cái mặt bàn bếp á, thì được làm bằng đá hoa cương với cái họa tiết là đốm vàng á. Giving the kitchen a clean and sophisticated appearance, mang đến cho cái nhà bếp một cái vẻ ngoài rất là sạch cũng như là tinh xảo ha. The room also offers loads of storage. Thì cái phòng cũng mang đến rất là nhiều những cái không gian chứa đồ, with wooden cabinets, với những cái tủ gỗ nè, tủ bếp gỗ, deep drawers, những cái ngăn kéo mà chuột ha, and a built-in pantry, và một cái tủ đựng đồ ăn âm tường. In the center, there's a large kitchen island for food preparation and dining. Ở trung tâm thì có một cái đảo bếp rất là lớn để chuẩn bị nấu nướng cũng như là ăn uống ha. The kitchen is bright and airy. Cái nhà bếp thì rất là sáng và thoáng khí, with large windows that let in lots of natural light during the day. Với những cái cửa sổ bự ha, mà để cho rất là nhiều những cái ánh sáng thiên nhiên, ánh sáng tự nhiên nó lọt vào. I particularly like this feature. Thì tôi đặc biệt thích cái công năng này, this feature, because the windows overlook plants and trees outside. Bởi vì cái cửa sổ nó nhìn ra cây ở bên ngoài ha, allowing you to do the dishes while enjoying a view of nature. Thì cho phép bạn vừa rửa chén mà vừa có thể tận hưởng được cái view thiên nhiên. A truly wonderful experience. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ha. In the evening, vào buổi tối thì recessed ceiling lights, thì những cái đèn trần ha, combined with pendant lights, cũng như là cái đèn treo tường over the island, trên cái đảo bếp ha, create a warm ambience for dining, tạo ra một cái không khí rất là ấm cúng cho cái việc mà ăn tối, ăn uống ha. For me, it's the perfect room for someone who loves cooking. Thì đối với tôi nó là một cái phòng rất là hoàn hảo cho một người đó mà thích nấu nướng. And it is exactly my idea of a dream kitchen. Và nó chính xác là cái ý tưởng của tôi, một cái căn bếp trong mơ ha. I hope that one day I can earn enough money to build a kitchen like his. Tôi mong là một ngày nào đó tôi có thể kiếm đủ tiền để xây được một cái nhà bếp giống như vậy, giống như nhà của chú ấy đó. Đó, đó là toàn bộ cái bài mẫu ha. Rồi, tiếp theo sẽ là cái bài Ben 6 cộng. Độ dài nó rút gọn đi chút xíu ha. Từ vựng cũng đơn giản hóa đi một chút xíu.
để gì phù hợp với tốc độ nói cũng như là những cái level của các bạn, giúp các bạn dễ học hơn. Ok, và đó là toàn bộ nội dung của bài mẫu ngày hôm nay. Hy vọng là chúng bổ ích cho các bạn. Đừng quên like cũng như like bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh phát triển, giúp mình có thêm động lực để ra những video mới bổ ích hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.